con cá phi bự quá nè. Ôi hai con luôn. Con cá thác lát. Ôi dưới nữa nè. Một chùm cá luôn. Quá trời. Đây. Đây nữa nè. Ôi con cá thác lát thôi. Nãy giờ dính là 4-5 con cá thác lát rồi đó. Đây. Cá thác lát này á, là làm chả là dai dũ lắm. Mình làm chả mình nhồi hủ qua đó. Ngon lắm. Ôi đây nữa nè. Một chùm cá thác lát luôn. Đây đây là thành quả của dân sau một lần đi mà giăng lưới ba màng của cái khu vực rộng lớn như vậy là thu hoạch được bao nhiêu đây. Dạ mến chào cô chú anh chị và các bạn, thì sáng sớm dân thấy cái khu vực này nè cá nhiều lắm, nó sáng nó lội đi ăn, chuẩn bị cái tay lưới ba màng nè. Đây là cái cây để mình cặm cái đầu dây lưới. Đi giăng lưới ba màng trong cái khu vực này coi có dính cá không, thấy nó ụt nhiều quá à. Trong cái khu vực này rộng lớn lắm, mình không có cái chiếc xuồng nên phải lội thôi. Cái chỗ này cũng khá sâu. Bây giờ là dân sẽ giăng từ đây chạy dài qua bên đó, tại vì một thao lưới này nó rất là dài, gần cả 100 mét lận á cô chú anh chị và các bạn ạ. Giờ là dân giăng sáng sớm cho cá thường nó đi ăn đó, nó vướng lưới của mình rồi chưa nắng lên đi thăm. Sáng nước lạnh quá. Ra đây là sâu hơn à. Ý, cái bông súng sáng nó nở đẹp quá. Cái khu vực này rất là rộng lớn, đi ngang qua mình thấy là nó ụt rất là nhiều. Lưới ba màng là cá bự cá nhỏ gì nó cũng dính hết, tại vì nó có ba màng. Cá nhỏ thì nó có cái màng lưới nhỏ nó vướng lại. Ra càng ra xa thì càng sâu. Chút xíu nữa mình sẽ quay lại nhổ cái mấy cái bông súng này, đẹp quá. Có hai bông mà chắc là nóc canh ăn không đủ, mình sẽ nhổ thêm mấy cái cọng xung quanh nữa. Lưới ba màng này là mình không có sợ gối còn khúc này. Giăng vòng vòng bao quanh cái khu vực này cũng rất là rộng. Ây da, ôi ôi chỗ này tự nhiên sâu ta. Cái này là người ta có bấm chì, nó chỉ sắn thôi. Hồi nãy giờ là hơi sắn cho nên là dân gỡ cũng hơi lâu, tại vì bao vòng vòng cái khu vực này hết trơn luôn, là tay lưới dài cả 100 mét lận. Cũng hồi nãy giờ dân cũng hơi lâu, giờ là hết rồi, tới cuối cùng của cái tay lưới rồi buộc để đây. Giờ là mới sáng sớm thôi, để tới trưa nắng lên sáng sớm cho cá nó đi ăn á, nó sẽ vướng lưới của mình. Trưa là nó đi vô nắng nó trú ở bên trong mấy mé bờ hang rồi nè, mình đi ra mình thăm. Giờ là dân đi vô rồi đi lên đường này. Dạ cô chú anh chị và các bạn ạ, thì sáng sớm là dân có đi vào cái khu vực này giăng tay lưới ba màng. Bây giờ nắng lên rồi, chuẩn bị cái thao này là đi thăm lưới. Mời cô chú anh chị và các bạn đi cùng dân thăm lưới coi có dính cá nhiều hay không nha. Bỏ cái nón lên cho nó gọn ghẻ. Ở khu vực này rộng gì nào phải có xuồng thì nó sẽ tiện lợi, nhưng mà khu vực này không có xuồng. Nước mắt quá. Không có xuồng mình lội cũng khoát. Okay. Phóng lên bờ đi. Xem gu gì ta. Im gu gì.
dính một con cá bổi rồi. Ở vùng quê của mình gọi là cá lò tho, nó bị ngợp luôn rồi. Bây giờ là cuốn bỏ vô thao đi về nhà mới gỡ sau. Này là lưới ba màng, mình cứ cần để như thế này từng lớp là về dễ tháo ra lắm. Cái tay lưới này cũng khá là dài, nó gần 100 mét rồi. Đây dính cá nữa, dính cá bự bự không à. Ủa, nghe nó giật giật từ đầu phía xa xa đằng kia. Hơi sâu. Ồ, dính được con cá phi bự rồi. Hồi nãy từ đằng xa là mình nghe nó giật lưới, cảm giác con cá bự. Còn rất là dài. Chỗ này cá nó quấn, chắc nó bị sảy á. Đó đó đó. Con cá bự, con cá bự. Đây. Cô chú anh chị mà nhìn rõ không ạ? À? Con cá rô phi nó bằng bàn tay của dân luôn nè. Bự. Đây là cái đoạn để mà dân bao quanh đây nè, cắm cái cây để lưới của mình nó chạy đi, cá nó lôi chạy đi. Giục cái cây sát vô mé bờ. Dướng. Đó nghe, nghe cảm giác cá nó giật ở đằng xa xa này. Đây, một chùm cá luôn. Cá phi bự không à. Ú đó. Chỗ này sâu quá ta, xích vô mới được. Ý, tới nữa nè, tới cá nữa nè. Đó. Ý, con cá thác lát. Con cá thác lát trắng ngỏn luôn nè. Cô chú anh chị mình nhìn thấy rõ không? Bây giờ cá thác lát ở vùng của dân rất là hiếm, không có cá bự đâu. Đánh bắt nhiều lắm, toàn là cá thác lát nuôi không à. Ý, chỗ này lại sảy nữa nè. Nghe giục cá nè. Ôi, con cá phi bự quá nè. Ôi, hai con luôn. Con cá thác lát. Ôi, dưới nữa nè. Một chùm cá luôn. Quá trời. Đây, đây là con cá thác lát. Rồi là hai con cá rô phi. Ui, nó ngập tàu luôn. Sâu quá. Xích vô mé một chút. Ui, đây nè nè. À, cá rô phi uống lắm. Đây. Ui, dính rồi. Thấy mê không? Ý, tới nữa này. Đây. Nghe nặng cái thao rồi đó. Nghe nó giật. Giật giật đâu đâu đó. Có cá bự nữa đó. Cái khúc này cạn hơn, dễ lội hơn nãy. Đằng kia sâu quá, lơ bơ là ngập đầu. Ý, cá táp dữ vậy ta. Ôi, thấy mê quá. Có khi nào nó chạy đụng lưới không ta? Đụng lưới rồi bắt đầu nó quảng hồn. Hụi, hy vọng là nó sắm lưới cái con cá bự đó. Đi xiết lại coi.
thấy tò mò quá, đi lẹ lại xem sao. Ý, dính vào cái nữa nè. Cá phi, ở đây là cá phi nhiều. Đây, con cá phi nữa nè, ú ì luôn. Dính hai con cá thác lát là thấy mừng rồi đó. Ôi, đây nữa nè, mới vừa nhắc cá thác lát luôn. Thật sự ra là vùng quê của dân cá thác lát này rất là hiếm. Cá thác lát đồng. Cá thác lát này là ở ngoài chợ bán, dân thấy bán nhiều lắm, toàn là cá nuôi không à. Cá nuôi là nó bự, nó ú, dùng để làm chả. Chả cá thác lát thì ta nói nghe dai vô cùng. Dính liền liền luôn. Ý. Rồi. Hy vọng rằng con cá bự hồi nãy nó sẽ vướng lưới của mình. Ý, con cá khổng lồ. Con cá phi. Con cá phi quá trời mập luôn. Bữa nay thu hoạch không tệ đây. Ý nữa nè. Nguyên chùm luôn. Cá ú ú không à. Cá thiên nhiên. Nó sống nơi rộng lớn như vậy nè. Ăn rong tảo rồi đó cô chú anh chị và các bạn, cho nên đó là nó mập lắm. Dính liền kèo. Lưới ba màng nó rất là nhạy cá. Cá bự có nhỏ cũng dính hết. Ôi nghe giật giật đằng này nè. Ủa đó. Đó. Đây con cá bự nó lòi kịch liệt luôn á. Hàm quá. Đây nữa nè. Ui. Lại là cá thác lát. Con cá thác lát này nó lại bự hơn mấy con kia luôn. Nè. Cá thác lát mình á là nó dễ phân biệt hơn cá nuôi nhiều lắm. Ui đi một chùm luôn nè. Đây nữa. Nhiều. Hàm quá. Ui. Cá ú ì à. Cũng sắp hết tay lưới rồi. Cái thao của mình nặng chì xuống. Cá. Cá nó nặng chì cái thao luôn. Đây. Ý, nghe giật giật lưới đằng đó. Đó đó. Đó. Chắc là con cá bự. Đây. Cá này không được bự mà nó ú. Đây con cá bự nè. Bởi vì nó giật cái phao thấy rõ ràng. Con cá rô phi. Ô đây nữa nè. Dính nguyên chùm. Đây. Ô hai con luôn. Như đi theo đàn hay sao á. Đây nữa nè. Ôi con cá thác lát to. Nãy giờ dính là 4-5 con cá thác lát rồi đó. Đây. Cá thác lát này á, là làm chả là dai dũ lắm. Mình làm chả mình nhồi hủ qua đó. Ngon lắm. Ui đây nữa nè. Một chùm cá thác lát luôn. Rồi. Như vậy là đã xong. Hết tay lưới rồi. Bây giờ đó là dâng lên bờ để cho cô chú anh chị mình xem đó là thành quả bữa nay. Ở dưới nước này coi không có rõ đâu. Này cái bông gì mà đẹp quá ta. Nặng quá. Vừa lưới vừa cá. Nặng quá. Lại chỗ trống này nè. Đây. Đây để dân banh ra cho cô chú anh chị mình nhìn thấy mấy cái con cá thác lát nè. Khoan đi. Đây.
Đây đây là thành quả của dân sau một lần đi mà giăng lưới ba màng của cái khu vực rộng lớn như vậy là thu hoạch được bao nhiêu đây. Và đó là dân cho cô chú anh chị mình xem sơ sơ thôi, để đi vô trong á là dân gỡ ra để mà thao cho cô chú anh chị mình nhìn rõ hơn nha. Đặc biệt hôm nay á là dính cá thác lát rất là nhiều, cá rô phi cũng rất là bự. Bây giờ dân vô gỡ ra. Bây giờ vô tới nhà rồi, dân gỡ cá ra. Con cá thác lát này nó dướng khó gỡ lắm. Trời ơi, nó bao bọc luôn cái tay lưới của mình nè. Sắp ra rồi. Con cá thác lát bự quá. Tới nữa nè. Ý. Cá thác lát nhiều quá. Cá rô phi bự bự luôn. Cái ghe bán đồ la sùm. Giờ là chắc là dân gỡ vài con thôi. Nếu như mà gỡ hết cái đống lưới này là lâu lắm cô chú anh chị và các bạn ạ. À, cái số cá mà hồi nãy dính thì chắc cô chú anh chị mình cũng đã nhìn thấy rồi. Giờ cái ghe bán ở dưới sông nó la nhau quá à. Dân nói chắc cô chú anh chị mình nghe không rõ. Dạ dân xin kết thúc video tại đây ạ. À. Dạ chúc cô chú anh chị mình nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. À.